Thông tin tín dụng đáng chú ý là từ ngày mai 29 tháng 5, các ngân hàng thương mại dự kiến giảm 0,3-0,5% lãi suất cho vay với tất cả khách hàng hiện hữu. Nhóm dự kiến giảm lãi suất sẽ tập trung ở các ngân hàng tư nhân từ đầu năm đến nay chưa điều chỉnh lãi với những khoản vay cũ. Động thái này diễn ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo các nhà băng với ngân hàng nhà nước ngày 25 tháng 5. Ngân hàng nhà nước gần đây thường xuyên tổ chức các cuộc họp với ngân hàng thương mại, yêu cầu những đơn vị neo lãi suất cao và chênh lệch lớn so với đầu vào có sự điều chỉnh để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn.